thấy à. Nó quay nó để dành nè, nó gửi về cho má nó coi. Đừng có quay tôi rồi. Sao vậy? Quay về cho gì lo coi. Thôi, quay bác sĩ thôi. Ai là bác sĩ hả? Quay bác sĩ hả? Mắt này phải lên là... Quay bà ngoại á, quay quay bà ngoại cho dì Lon coi, cho nếp bột coi, gạo gì đó. Chị Vân cho đó, chị sẽ về ở Cali mà. Ôi vậy hả? Như giờ chị đang ở đâu? Minnesota, chồng chị ở Minnesota. Thôi chị đó, con không biết sao, lúc đưa chỗ nào cũng muốn. Nhưng mà bà hồi bà hồi bà về Việt Nam rồi muốn qua Mỹ. Về Việt Nam đó kiếm bên đó lạnh quá chạy về nghe chị nói chị với là chị bỏ khách đây chị cũng tiếc. Không không thì cũng lâu lâu thì nó về cũng được với má chị già. Má chị già trước thì về thăm má mà lại kiếm được tiền. Mà cái nhà chị hình như bữa không biết nó cho thuê hay là đã ấy rồi không biết không. Đó là nhà bị tiền bán 200 cây. Hồi tối chị lại hả? 200 cây trong hẻm ai mua hả? Nhà trên đây. Nay giờ tính ra tiền với quá trời không có đâu giờ lỗ rồi. Hồi lúc đó 2008 bây giờ chắc có xuống rồi. Ủa sao con nhớ lúc nói chuyện gì hả? Con không rồi hình như chỉ cho thuê hay sao? Bây giờ là đâu còn nữa hả? Má chỉ tiêu đường rồi. Má tiêu đường cũng má nhiêu tuổi? 80 mấy rồi gì? Ủa chị gì chị về hồi tháng 1 hả? Từ, này nói nè, từ tháng 1 đến tháng 3. Đúng rồi, về trước Tết. Ủa trước khi đi chị đi cắt mắt. Cắt mắt trỏ hùng á, cái sau đó cái chị về chị gửi